Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Golf News 360. Thưa quý vị, hôm qua mùng 9 tháng 2 tại sân Thanh Lanh Valley Golf and Resort, giải đấu mở màn cho mùa giải 2023 của Hội Golf thành phố Hà Nội, HNGA Leaders Championship đã diễn ra thành công với sự tham dự của 136 golfer đến từ các câu lạc bộ golf trên địa bàn Hà Nội. Sau một ngày tranh tài sôi nổi, golfer Âu Văn Sơn đã xuất sắc bước lên ngôi vị vô địch của giải đấu. SNGA Little Championship 2023 đã diễn ra trên sân Thanh Lanh Valley Golf and Resort. Giải đấu được tổ chức lần thứ hai với sự tham dự của 136 golfer. Giải quy tụ các chủ tịch, tổng thư ký của các câu lạc bộ đang hoạt động trên địa bàn Hà Nội và khu vực lân cận. Mà giải đi năm nay thì như năm ngoái thì chúng tôi có một cái thay đổi là năm ngoái thì chúng tôi tổ chức theo một cái dạng đánh đồng đội nhưng năm nay thì ban tổ chức đã quyết định là chúng tôi sẽ đánh theo thể thức cá nhân và chúng tôi sẽ có một số bất ngờ tại lễ trao giải. Các phơ thi đấu theo thể thức đấu gậy chia thành hai bảng A có handicap từ 0 đến 15 và bảng B có handicap từ 16 trở lên. Ngoài giải cá nhân, các câu lạc bộ khi tham dự đủ hai thành viên còn được tranh thêm giải đồng đội. Vượt qua những cơn mưa nhỏ của Thanh Lanh và Golf and Resort, golfer sinh năm 1984 Âu Văn Sơn đã xuất sắc giành chức vô địch của giải với Gross 74. Ban tổ chức đã trao giải nhất các bảng AB cho các golfer Trần Việt Sơn, Lê Thanh Tùng, cùng với đó là giải nhì ba các bảng. Ngoài ra, ban tổ chức cũng đã trao giải nhất đồng đội dành cho câu lạc bộ Golf 9295, giải nhì dành cho câu lạc bộ Mercedes và giải ba thuộc về câu lạc bộ Golf SVUK. SNCA Leader Championship 2023 không chỉ là sự kiện mở màn của Hội Gôn Thành phố Hà Nội, mà giải đấu còn mang ý nghĩa gắn kết, gia tăng sự hiểu biết giữa Hội Gôn Thành phố Hà Nội với các câu lạc bộ thành viên và giữa các câu lạc bộ với nhau. cũng tại Thanh Lanh Valley Golf and Resort Vĩnh Phúc, sáng nay thương hiệu golf nổi tiếng là TaylorMade đã chính thức cho ra mắt dòng sản phẩm mới SteelTile với thiết kế tối ưu công năng cùng những sự cải tiến trong thiết kế, các sản phẩm mới này hứa hẹn sẽ mang đến cho người dùng khả năng phát huy hết tất cả những thế mạnh của mình. TaylorMade đã chính thức ra mắt dòng gậy mới nhất của mình SteelTile tại Việt Nam. SteelTile sẽ có 3 dòng là SteelTile, SteelHD và SteelPlus, phù hợp với từng nhu cầu của các golfer. TaylorMade năm nay sẽ cho ra mắt bộ gậy đầy đủ từ Driver, Fairway Wood cho đến các dòng gậy sắt, Rescue và Putter. Điểm nổi bật nhất của dòng Stealth 2 là chú trọng vào sự gia tăng khoảng cách, đưa bóng đi xa và thẳng hơn. Cùng với đó, bộ Driver mới cũng sẽ giảm khối lượng đi đáng kể khi TaylorMade đã tích hợp thêm nhiều chất liệu carbon vào bộ gậy của mình hơn, giúp cho những cây Driver có sự thay đổi về trọng lượng. Những sản phẩm đã làm nên thành công cho TaylorMade vào những năm trước đó như là gậy sắt, Bộ gậy P series cũng sẽ được cải tiến và nâng cấp. Đáng chú ý, hầu hết các loại gậy trong năm nay đều chú trọng đến từng phân khúc của người chơi và các golfer cũng có thể hoàn toàn điều chỉnh cây gậy của mình sao cho phù hợp nhất nhờ những thanh trọng lượng được thiết kế ở gậy. TaylorMade cũng cho ra mắt bộ gậy Padr rất ấn tượng với tên gọi Spider GT Max kết hợp với nhiều màu sắc phong phú cho các golfer lựa chọn. Buổi ra mắt của TaylorMade diễn ra tại sân Thành Lành Valley Golf and Resort vào sáng nay cùng với sự góp mặt của các đại diện của TaylorMade trong vùng châu Á. Các golfer cũng đã được trải nghiệm sản phẩm mới và rất hài lòng với bộ sản phẩm này. À, đối với cái sản phẩm mới của TaylorMade ra mắt vào ngày hôm nay thì đối với cái sản phẩm các cái dòng gậy của TaylorMade ra ngày hôm nay thì chúng tôi mong muốn được rằng là cái sản phẩm nó sẽ tốt hơn so với như các sản phẩm trước. Và thứ hai là do cái sản phẩm mới này thì chúng tôi không ngờ được rằng là nó hội tụ những cái tinh túy nhất của cái dòng gậy của Tynamite. Và cái đợt này ra mắt thì chúng tôi cũng mong muốn làm sao với cái gậy gôn này thì nó phù hợp đối với cả tất cả các cái người chơi, từ người mới tập chơi cũng như là những cái người tham gia đánh gôn nhiều năm rồi, nhất là các golfer pro và chúng tôi cũng đã được đi dự những cái buổi lễ ra mắt và những cái giới thiệu sản phẩm ở các nước ngoài trước khi về Việt Nam thì chúng tôi thấy được đánh giá rất cao của các trên thế giới. Dòng sản phẩm Stealth 2 sẽ được mở bán lần lượt từ ngày 27 tháng 2 cho tới ngày 27 tháng 3 trên khắp các đại lý của TaylorMade trên toàn quốc. Thưa quý vị, chỉ còn hơn một tuần nữa, giải gốc chuyên nghiệp hấp dẫn Lexus Challenge 2023 sẽ chính thức khởi tranh tại sân gốc Hồ Tràm, Vũng Tàu. Ở thời điểm hiện tại, ban tổ chức đang gấp rút chốt danh sách thi đấu và trong danh sách của giải đấu bắt đầu xuất hiện khá nhiều cái tên đỉnh đám của gốc Việt Nam. Đầu tiên phải kể tới sự tham dự lần đầu tiên của PGA Phạm Minh Đức tại mùa giải năm nay. Sau năm Abang Việt Nam Master 2022, Phạm Minh Đức đã chia sẻ về hành trình của năm 2023. Đối với anh, việc quay trở lại các giải đấu chỉ là một cách để giảm áp lực cho công việc. Nhưng nếu sự quay trở lại của anh có ảnh hưởng tích cực tới các golfer trẻ thì anh vẫn sẽ tiếp tục với những giải đấu ở Việt Nam. Và dường như lần quay trở lại vừa rồi của Phạm Minh Đức đã để lại sự ấm rất lớn. Chính vì thế mà anh đã quyết định tiếp tục tham gia giải đấu mở màn Vijay Tour 2023 Lexus Challenge. Đây là lần đầu tiên Phạm Minh Đức tham dự Leicester Challenge. Anh hy vọng rằng giải đấu này sẽ là một thử thách để anh chinh phục và hơn hết, đây sẽ là giải đấu tiếp tục mang lại cảm hứng cho anh. Khi một lần nữa anh sẽ gặp những gôn thủ hàng đầu, đó là Trần Lê Duy Nhất, Trừ Chỉ Quân, Nguyễn Anh Minh hay Nguyễn Hữu Quyết. Thực sự mà nói là chắc là cũng giống như nhiều vận động viên khác tôi, đó là chúng tôi thì lúc nào cũng muốn chuẩn bị tốt nhất nhưng mà thực sự mà nói ở thời điểm giải đấu uh, diễn ra ở trong miền Nam với những góc phương miền Bắc thì cơ hội tập luyện cho giải ở những cái điều kiện tương tự như miền biển ấy sẽ khó hơn và thời gian cũng khá là sát Tết mà tôi nghĩ là ai cũng bận rộn với những công việc với những dự định đầu năm thôi thế nên quá trình chuẩn bị cũng khó mà được như ý muốn Tuy uh, tất nhiên muốn tập thì muốn tập nhiều nhưng mà thực sự thì cũng uh, không có được như vậy <laughs> sân thi đấu của Lexus Challenge 2023 The Blood Hồ Tràm Strip Vũng Tàu đây là nơi khá quen thuộc và là một lợi thế với Phạm Minh Đức. Bởi anh đã từng có một trải nghiệm rất thú vị khi anh làm kết đi cho golfer Trần Lê Duy Nhất trong suốt một tuần tại giải Hồ Tràm Open vào năm 2015. Sân golf Hồ Tràm thì vẫn luôn luôn là một trong những sân golf mà tôi thích nhất ở Việt Nam bởi vì đây là một sân golf được thiết kế bởi huyền thoại Greg Norman người Úc. Và ở hồ tràm có những đặc điểm mà những sân golf khác không có mà tôi rất thích à, đặc biệt nó là cái thử thách bởi vì hồ tràm là một sân golf không bằng phẳng một chút nào và ở ngay cạnh biển thế nên là những yếu tố về gió là yếu tố khách quan và tạo ra cái sự bất ngờ trong cuộc chơi nó lúc nào cũng có ở đấy thế nên là theo tôi đây là một sân golf rất phù hợp để tổ chức những giải đấu chuyên nghiệp không đạt mục tiêu phải đứng ở thứ hạng nào của giải đấu đối với phạm minh đức anh muốn được trải nghiệm cũng như thử thách chính mình với lexus challenge 2023. Cùng với Phạm Minh Đức hay nhà vô địch mùa giải năm 2022 là Nguyễn Anh Minh thì trong danh sách đăng ký của Leicester Challenge 2023 mới đây đã xuất hiện cái tên Trần Lê Duy Nhất. Cái tên được mong chờ nhất và luôn tạo nên những kịch tính ở bất cứ giải đấu nào mà anh xuất hiện. Trần Lê Duy Nhất là quán quân của Leicester Challenge 2019. Sau chức vô địch tại Laguna Lanco Duy Nhất đã vong bóng ở các giải đấu chuyên nghiệp trong nước. Trong năm 2022, anh đã tìm kiếm cơ hội của mình tại nhiều giải đấu quốc tế như tại International Series Singapore, anh về vị trí đồng hạng 52. Sau đó là ở Asian Tour 2022, anh về vị trí đồng hạng 38. Trong sự nghiệp của mình, Trần Lê Duy Nhất đã đạt được rất nhiều thành tích đáng nể và đã tham dự gần 100 sự kiện trên Asian Development Tour, cũng như Asian Tour, thậm chí... Gopher sinh năm 1989, còn có riêng cho mình một danh hiệu trên ADT với chức vô địch tại Sibucha Golf Renew năm 2015. Với danh hiệu này, đến nay anh vẫn là nhà vô địch quốc tịch Việt Nam duy nhất trong lịch sử của ADT. Trong nước, anh cũng là Gopher đạt được nhiều danh hiệu tại các giải gốc chuyên nghiệp, như huy chương vàng cá nhân và đồng đội Đại hội thể dục thể thao năm 2018, vô địch FLC Vietnam Master 2019. Lexus Challenge 2023 là giải đấu đầu tiên của VJ Tour mà Trần Lê Duy Nhất tham dự. Sự xuất hiện của Duy Nhất chắc chắn sẽ làm cho giải đấu trở nên hấp dẫn hơn. Bảng nữ của Lexus Challenge 2023 cũng không kém cạnh khi có sự xuất hiện của những nhà vô địch nữ dự kiến sẽ mang đến những phần so tài nảy lửa. Đó là nhà đương kim vô địch Nguyễn Thảo My và một trong những gương mặt mà ban tổ chức mới ghi nhận đó chính là Ngô Bảo Nghi, golfer tiền phong của golf chuyên nghiệp nữ đã 3 lần liên tiếp lên ngôi tại giải vô địch quốc gia 2009-2011. Trong đó, sau khi giành chức vô địch tại Lexus Challenge 2022, năm đầu tiên chuyển lên chơi chuyên nghiệp thì Nguyễn Thảo My đã tiếp tục có một năm khá thành công khi liên tục được mời tham gia các giải golf lớn trên thế giới như giải Simon Asia Pacific Cup, giải đấu có nhiều vận động viên hàng đầu thế giới góp mặt. Ở giải đấu này, cô đã chọn Ngô Bảo Nghi là người đồng đội thi đấu cùng mình. Giải đấu thứ hai tầm cỡ thế giới mà Thảo My được mời chính là HANA Financial Group Championship 2022. Mặc dù không đạt được thành tích cao tại hai giải đấu, nhưng điều này đã là cơ hội để trau dồi kinh nghiệm cho Thảo My. Còn Ngô Bảo Nghi, sau nhiều năm vắng bóng, thì năm 2022, cô đã quay trở lại với các giải đấu. Mở đầu là giải vô địch quốc gia Cup VinFast 2022. Tiếp sau đó, cô về nhì tại DNSC Việt Nam Open 2022. Ngoài ra, giải đấu còn ghi nhận sự tham gia của quán quân DNSC Việt Nam Open 2022, Lina Kim. Có thể nói, bộ ba bóng hồng Thảo My, Bảo Nghi, Lina Kim tham dự giải đấu lần này sẽ làm nóng sân chơi golf nữ tại Lexus Challenge năm nay tại bảng nữ của Leicester Challenge 2023 năm nay cũng ghi nhận sự tham gia của hai nữ góp phơ 12 tuổi là Nguyễn Ngọc Mai và Nguyễn Viết Gia Hân. Mặc dù cả hai góp phơ năm nay còn rất trẻ, song đều đã từng tham dự rất nhiều giải đấu dành cho các góp phơ trẻ trong nước. Kho thành tích của hai em cũng khá ấn tượng, trong đó Nguyễn Viết Gia Hân từng đạt giải nhất bảng nữ Amber Hill Opening Tournament và là góp phơ trẻ nhất trong lịch sử 17 năm của giải vô địch góp quốc gia năm 2022, Cup VinFast. Trong khi Nguyễn Ngọc Mai, gương mặt mới của golf Việt, đã kịp ghi tên mình trên bảng xếp hạng của European Golf Ranking U12. Sự góp mặt của những gương mặt trẻ tại đấu trường thách thức bậc nhất góp Việt, báo hiệu những bước chuyển mình mạnh mẽ cho tương lai của golf nước nhà. Tiếp sau đây là những tin tức quốc tế đáng chú ý. WM Phoenix Open đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng gốc, giải đấu hội tụ nhiều ngôi sao của làng gốc thế giới. Sau ngày thi đấu thứ nhất với những gián đoạn thì hiện tại Adam Hadwin và Nick Taylor đang tạm thời dẫn đầu WM Phoenix Open 2023 với cùng kết quả 6-6 gậy âm 5. Ngày thi đấu thứ nhất của WM Phoenix Open đã phải tạm dừng 1 tiếng 45 phút do sương giá. Sau đó người chơi phải đối mặt với điều kiện gió lớn trên sân. Thời tiết khắc nghiệt đã ngược không nhỏ đến nhiều nhóm đấu. Tuy nhiên, nó có vẻ không làm khó được bộ đôi golfer người Canada. Kể từ năm 1983, chưa từng xảy ra việc hai golfer Canada chia sẻ vị trí dẫn đầu ở bất kỳ vòng đấu nào tại các giải đấu gậy trên PGA Tour. Nhưng trong một ngày gió lớn tại sân TPC Scottsdale, Adam Hadrin và Nick Taylor đã làm được điều đó. Đối với Taylor, anh có một khởi đầu ấn tượng với điểm Eagle ở hồ 3 dù sau đó đánh mất lợi thế với double bogey ở hố 6 và bogey ở hố 9. Taylor sau đó ghi được một mạch 4 bất đi liên tiếp ở Bách Ninh từ hố số 10 và thêm 2 bất đi nữa ở hố 16 và 17 để vươn lên độc chiếm vị trí dẫn đầu giải đấu. Trong khi đó, Adam Herwin tỏ ra ít sai lầm hơn so với góc đồng hương với chỉ một bogey duy nhất ở hố 11, Herwin xuất phát từ hố số 10 và 6 bất đi trong ngày đã giúp anh vươn lên chia sẻ vị trí đồng dẫn đầu ở nhóm đồng hạng 3 với âm môn gậy. Sanders Trople là góp duy nhất đã hoàn thành 10 tầm hồ đấu, trong khi Jim Hammonds tạm dừng chân ở hố 13, còn Jesse Day mới hoàn thành 60 hố. Bất chấp một mùa giải 2022 thành công, mới đây Lydia Ko, nữ gốc thủ số 1 thế giới, vẫn quyết định chia tay Derek Kisler để đồng hành cùng cái điểm mới trong năm 2023. Mặc dù thông tin này gây nhiều bất ngờ cho người hâm mộ, nhưng đối với Lydia Ko thì đó là việc rất bình thường với cô, bởi cô cũng từng thay khá nhiều cái điểm trước đó. Lydia Ko, gốc phơ 25 tuổi, giành tới 3 chức vô định LPGA Tour trong năm 2022. Nổi bật với việc đánh bại Leona Mejure, để lên ngôi GME Group Tour Championship và giành 2 triệu đô la tiền thưởng. Chưa hết, golfer New Zealand gốc Hàn cũng giành lại vị trí số 1 thế giới từ tháng 11 từ thay Nelly Koda và được vinh danh là người chơi của năm, cũng như giành giải thưởng cho golfer đạt điểm trung bình tốt nhất. Trong hành trình chinh phục ngôi vị, Lydia Ko luôn có sự đồng hành của các riêng, là Dirich Keller. Mặc dù vậy, thì trong năm 2023, Lydia Ko đã quyết định chia tay caddy của mình để đồng hành cùng với David Jones ở Aramco Saudi Ladies Invitational, sẽ đấu sở hữu 5 triệu đô la tiền thưởng. Trước đó, bộ đôi này đã từng thành công cùng nhau với chức vô định Lotte Championship 2021. Nơi cô ghi tổng điểm âm 28 và chiến thắng với 7 gậy cách biệt, giành về danh hiệu đầu tiên sau gần 3 năm trắng tay. David Jones là cái tên khá nổi tiếng trong cộng đồng Caddy chuyên nghiệp. Trước đó, Caddy người Ireland từng làm việc với golfer người Úc Nick Taylor trên PJ Tour Đặc biệt, anh từng giành 3 giờ trên LPGA Tour cùng với Inji Chun tại Event Championship 2016. Sau đó, cùng Chung Huynh Park tại US Women's Open 2017 và KPMG Women's PJ Championship 2018. Việc Ko thay đổi cách đi lần này có thể gây bất ngờ cho nhiều người. Tuy nhiên, đây có vẻ là chuyện bình thường với cá nhân cô. Ở một giải còn là tân binh của LPGA Tour năm 2014, gofer 18 tuổi, khi đó thay tới 8 cái đi khác nhau nhưng vẫn được vinh danh là tân binh của năm. Lydia Ko và David Jones sẽ cùng nhau thi đấu tại Aramco Saudi Ladies Invitational vào 16 tháng 2 tới, nơi cô từng lên ngôi vô địch năm 2021. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.